Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 60 tốc cần có ký hiệu được VCC này bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lý xíu phần link dưới mô tả mở lên phòng các bạn. Rồi video đầu tiên bạn bấm tiếp nè. Rồi video đầu tiên các bạn join group controller nè các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Sau đó bạn bấm up lên nè. Bạn chọn tiếp controller nè. Rồi các bạn chọn sao các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục bạn follow hai kênh tại Twitter đó các bạn. Trên tại Twitter này các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow kênh thứ hai của nó. Dự án này nó sẽ sàn Finetbook nữa các bạn. Một sàn giao dịch khá là lớn luôn các bạn. Các bạn tweet lên. Các bạn bắt up lên. Rồi tiếp tục bạn follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn tham gia nhóm các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn like luôn đi các bạn. Rồi các bạn chia sẻ luôn, công khai luôn các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bạn subscribe kênh YouTube nè. Trên kênh YouTube nè bạn đăng ký các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ username Telegram của bạn đã xôn xao gấp các bạn. Khoan để mình có username mình các bạn, mình đã quên. Telegram của bạn nhập vào setting @anh5463 đúng rồi. Tiếp tục điền lại username tại Twitter các bạn ơi, giờ này lớp rồi cộng winvnn9 này các bạn. Sau đó các bạn được ở đường link profile Facebook nè, thì bạn nhập vào Facebook nè bạn. Rồi bạn nhập vào mũi tên nè, nhập vào avatar của mình, nhập vào ba cái cùng nè, nhập vào chia sẻ nè. Ôi như vậy đây, như vậy nào tạm cái nữa đâu ta. Nhập anh ta mình rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nữa bạn. Rồi bạn sao chép liên liên kết đường cho cá nhân. Rồi bạn bắt up lên, bạn nhấn vào đây. Tiếp tục vô username tại Twitter, kênh YouTube của tất cả các bạn, thì các bạn mở kênh YouTube của tất cả các bạn ra nha các bạn. Trên kênh YouTube các bạn bấm vào avatar mình Ngọc Anh MMO. Rồi các bạn ghi vô đây. Ngọc Anh MMO. Rồi tiếp tục địa chỉ email của tất cả bạn vào nha các bạn. Tiếp tục địa chỉ BNB sao mà trên bet20. Các bạn có thể dùng địa chỉ với chocolate nha các bạn. Sao chép địa chỉ liên kết nè. Gọi là cho bot. Để dành phong nè. Sau đó các bạn nhập mã code K4NEW. Rồi sau đó bạn gỡ nó xong các bạn. Rồi cấp tra sai các bạn. Để mình làm lại các bạn. BGOTEC TEG. Rồi bấm gỡ. Có thiếu gì không mà sửa gỡ không được trời. Ông gỡ kêu mất quay lại. Rồi sau đó các bạn bấm quay lại rồi bạn bấm gỡ các bạn. Quay lại mà gỡ không được ta. Acord là bro test nè. Sorry các bạn, thì giờ mã code này là cái mã code này nè các bạn, mình lộn nè các bạn. F N 6
về sorry các bạn nha, bông gỡ nó xong. Ok, vậy video mình hướng dẫn các bạn gia trình để góp nhận 60 tục cần VCC này kết thúc bằng gì. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.